con là Trần Bảo Nguyên, em sinh năm 2010 với lại em đang sống ở Dĩ An. Tình trạng răng của em trước khi niềng? Dạ, lúc đó là tình trạng răng của em nó mọc lẫn khởn, cái trên cái dưới với lại là có cái sâu nữa nên là em ăn uống nó cũng khá là khó khăn. Vì sao em biết đến nha khoa Vulcano? Dạ, là do em cũng được nhiều bạn bè với lại cô chú có con mình đang niềng răng giới thiệu cho em qua đây. Thì em cũng muốn đang trải nghiệm thử coi cái dịch vụ răng nó như thế nào. Điều gì làm em lo lắng khi mới bắt đầu niềng răng? Bác nói với em là em phải nhổ răng hoặc là em sẽ siết răng nặng hơn với các ca bình thường nên là em cũng khá là lo. Bác cũng động viên em với lại cái anh chị phụ tá của bác cũng có nói với em là có không đau như em nghĩ đâu nên thấy cũng bình thường. Sinh hoạt của em thay đổi như nào sau khi niềng răng? Dạ, mấy cái lúc ban đầu lúc em mới đeo niềng với siết răng thì nó cũng khá là đau. Em không có ăn uống được như bình thường trong một tuần. Em phải ăn cháo, nhưng mà sau một tuần đó thì em cảm thấy ăn uống nó ngon trở lại. Những thay đổi tích cực nào em thấy rõ rệt nhất sau khi niềng? Dạ, lúc đó là tình trạng răng của em là nó từ lẫn khởn xuống thì nó cái răng của em nó đã đều đỏ hơn và em ăn uống cũng có phần ok hơn. Sau khi em niềng thì em thấy là em cười nó xinh hơn trước khi em niềng, với lại là nó cũng giúp em một phần nào đó trong học tập. Lúc mà em viết chuyện thì em cũng trở nên ok hơn. Em sẽ dành lời khuyên nào cho các bạn cũng đang niềng giống mình? Sau khi các bạn niềng thì em nghĩ các bạn nên đầu tư cho mình một cái bàn chải điện với lại cái tăm nước. Tại vì nếu các bạn dùng bàn chải thường thì nó sẽ không có đánh ra hết mấy cái cặn bẩn lúc mình ăn uống. Với lại là dùng tăm nước. Tăm nước thì nó sẽ cho mọi người xịt vô những cái kẽ răng á. Kẽ răng thì nó sẽ có chứa đựng nhiều cái khoản thức ăn nhỏ hơn. Nên là lúc đó nếu mà mọi người phải chăm sóc cực kỹ chứ không là nó sẽ gây ảnh hưởng tới hàm răng của mình rất nhiều. Nếu các bạn nào đang gặp tình trạng răng giống mình thì các bạn có thể đến Vulcano để mà trải nghiệm cái dịch vụ làm răng rất là uy tín và tận tâm như mình nhé.